con ra thử đi con. Đúng rồi chị nè, chị em chỉ chị xài nè. Bà chỉ cần cầm cái lưỡi cái kéo này mà kéo lên là được rồi. Dễ xài lắm, không có gì. Dây là dây giả thôi. Là muốn cao màu đen với trắng không ạ? Đen với màu trắng không ạ? Đúng rồi, màu đen màu trắng. Còn cái mũ cô đang mang là nó con đâu có bán nha, con đâu có mang đâu, con mang giống chị. Sắm xanh, sắm đen. Muốn sạch thì lấy, muốn sang thì lấy màu xám, muốn sạch thì lấy màu đen. Bà Tâm ghét à? Mẹ bà Tâm ghét à? Bà Tâm lấy màu đen, không nhiều. Tự là gì á, 300 mà mỗi đôi giảm 100 tính tôi chăng đó. Ý là còn 100 ngàn một đôi á cô. Nói vậy cho nó gọn cho cô dễ ấy. Nên là cái mềm miếng to hay. Cái này giờ có hai màu rồi. Ba màu trăm không? Cái đó 150 á chị. 150 là đen đựng 5 miếng này nó. Tại nó hết cái đi nhiều thử đâu chứ. Có cái đi thử đi chị. Đứng lên thử đi. Đau chân là lý do gì chị, bị chặt hay bị gì? Chứ này thun mà. Tao thấy màu đen đẹp hơn. Chị, mà thử mà đi tới lui đại đi còn vừa lấy cái mẫu khác sẽ lớn hơn. Rồi chị, sao thì em nói cái này. Mấy này thun mà sao mà đau được? Thun là lý do chị mang, nếu mà có đau chân thì lý do nó chặt nó mới đau. Chứ thun mà không giờ mà đau được hết trơn. Cái này em bị mẹo quá. Cái gót còn dưới thôi, cái này là em. Đúng rồi. Đi đại đi, tới lui đại đi. Trời, em cho chị đi mà chị sợ gì? Quan trọng là cái mình đi ấy, ổng ngồi mới mà nó như cái đôi dép nhăn mèo nó mới nó cứng từ từ mềm. Nó đi tới luôn rồi. Màu tím thử coi. Màu đó cũng đẹp á, màu đen á, màu đen á. Trời, mẫu này hai cái đó. Đại hai đôi mẹ nó chưa đâu. Nó sẽ hai đôi mà không đâu vậy. Chế. Cái đen quá, màu nào nữa không? Màu trắng cô. Màu trắng. Màu trắng chụp anh ấy đủ hết. Lần nữa cao luôn. Ừ, thì đấy con. Đó, không cái này. Trời con thích đen, con thích cái màu nổi à. Con trẻ. Nó nổi cho nó đẹp. Đi chụp hình được. Đâu chụp hình đâu, cô đi tên đúng không? Ba nhé, ba nhé. Không, cái đó tiện á, cô thích thì cô để về mà không thích cô nhét về vô trong. Khỏi cột. Rồi cái đó dùng khỏi cột, chọt như vậy, tháo ra lại. Ờ, thích chuyện này. Không có thích cột, cô lỏng cũng mệt. Nè. Cái mũ này là phải cái này. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bà Tâm. Tâm đi đâu rồi Tâm? Đi mua cái cột cho anh Thân nhé, nhà nữ mèo. Trời ơi. Cũng ghiền mèo. Tới đây chơi bà Tâm. Mày lấy cái màu đó cũng được, màu đen cũng được. Cái đó size 38 đó chị. Hả? Cái mũ này là nữ hết rồi. Dạ đúng rồi. Nam nữ lấy màu điểm cho anh thử sao vậy? Thể thao mà. Điểm 7 hả? Ừ, cái số 38. Vậy, không treo, con không treo bản thử cho dễ. Cô biết có thấy đường đâu. Số 38 số nào? Đi qua đây đây con lấy cho. Còn cái này cô lấy rồi nào? Em cần nhìn nha. Con lấy là còn hết size đó. Dạ. Sao bạn thử cho nó dễ đó. Con bệnh luôn. Không có mẫu gì. Không hết mẫu hả, nó mẫu. Trời ơi, con xả rẻ quá trời rẻ, con đi giá Bình Dương có giá này đâu, khách vô lấy hết rồi đâu còn bây giờ. Thế à? Thì con coi cái giá con ngay xả này ở Bình Dương làm gì đó. Con làm đây. Nè. Lớn rồi con. Siêu rẻ luôn á, thiệt á. Mấy cái dạng này là dạng lười. Đó, cô thấy đi về sẽ thích vậy, nó khổ lắm. Cô màu này không? Cô size nhỏ. Màu này với màu này, cái này hai màu khác nhau, hai kiểu khác nhau luôn. Hai kiểu khác nhau. Coi chị lấy này rồi đó đi. Mua đại hai màu đó đi này. Đó, hai kiểu khác nhau, hai màu khác nhau. Sướng hơn, hay hơn. Mà tím đậm thì nó tím đậm nó hơi rộng này nè. Tím đậm nó hơi rộng. Tím đậm là xe máy cô? 35 hết. À. Chị em giống nhau. 35. Thôi mang cặp mà có sao đâu. Còn nhìn sao thấy 35? Nhìn cái xe nè. À thấy rồi. Dạ. Không thấy tấm đi. Không. Cái màu sữa đó, màu sữa đó. Màu sữa đó. Cô mang cái này thì nó tiện. Sở rồi mang. Cô làm biến cột. Dạ. Ướm lại trên này con.
sướng không, đi nhẹ nhàng. Cái này ủa vậy màu nào vậy? Màu tím đẹp. Tím thì tím. Nó nổi hơn, nó ít cũ. Cô mua hai đâu mới bằng có một đôi. Giá 350.000 nó phải. Ôi đời giá mấy hầu tờ. Trời ơi, cái hàng này cô kiếm đâu ra. Muốn đề đâu có dễ cô. Đúng rồi, mềm lắm. Giống như trong siêu thị vậy đó, cô vô cô mua rồi cô muốn đề giá cái, đi cô đề. Cái này nó vừa chân. Cô mua nó đẹp hơn. À, cô thấy cái nào đẹp thì lấy cái đó mà gãy. Bấy, nó vừa chân hơn. Ai biết thích cái nào lấy đó à. Cái nào ấy. Cái đeo tôi nó chị hay hơn. Lấy hai đôi hai kiểu. Cái đôi thun đó thì đợi ba đôi luôn. Cái đôi thun này thì 320 đang có giảm thì còn 220 thì tính cô 200. Cái này 200.000 một đôi, còn cái này đang có giảm còn 100. Ủa chứ cái này hồi nãy nó giảm luôn. Dạ đúng giảm rồi. 100 nó cô là 320 còn 220. Chứ không phải nè. Giá gốc của nó là 320 đang có giảm là còn 200. 36. Cô đừng có quan trọng cái size, chỉ mình mang chân vừa là được rồi. Tại vì tùy cái form á, cái size số nó khác nhau à. Nó không có giống. Giống như cô đưa coi này 36 mà kia 35 mà cô thấy không? Cái đôi dây nó còn nhỏ hơn cái đôi không dây. 38 hả? Cô thấy đừng có bị đau cái mũi chân nha, để mấy con cô đi cô đau. Có biết mà cô mang về nhiều lắm. Đừng có quan trọng cái size, chú ý mình mang cho thoải mái á. Nó rộng chứ. Để đi nó bị đau. Cái này mua gì cho cái sự 50k quá trời đẹp. Để ăn cái quần mình lên list nó giảm giá 1 triệu mấy một cái quần. Cái này cô giặt vũ thoải mái, thun mà treo lên nó cũng nhau nhá, thun quá nào. Nhà xịn luôn vậy. Ừ, mua mấy cái này mang thì còn mua đi, nó sẽ chịu. Mấy cái này xịn luôn. Cũng vậy à, cô mang cái chân đâu ai biết xịn không xịn đâu. Có vậy cho người ta nhìn cái ta biết gì nha. Thế mới khi nào mà tái đâu, đâu ai để ý cái chân này. Mình đi sao cho nó im chân mà nó cái này cô thấy ông nó mềm, cái đế này nó mềm, cái vậy này nó mềm, cái thun mà cô giặt để nó nhúng nước, cô giặt cô mau khô. Ủa vậy đó. Ủa, có số ở trời, không có tên gì hết trơn. Có số nè. Tên. Trong tờ thường ở dưới đây nó lớn hơn. Đường này là đâu ra màu lợt phải không? Đúng rồi, màu lợt rồi. Có tên con coi đúng kiểu với ai đó thôi, nó lộn chiếc này chiếc kia đó. Màu tím tím nó có hai màu chừng nó lộn. Đôi này không hớt luôn ha. Không con. Có bớt luôn đó cô, bớt 120.000 rồi cô. Mình mang dây chơi giống như cái mẫu kia, nó là dạng giả dây mà mình có thể sở theo sở thích của mình đó. Dạng dây giả mà không thích thì mình cút dây rồi mình bỏ, không này trong cô làm được cái kiểu không dây mấy kiểu luôn giả dây. Má con màu đen đó. Mỗi ngày đổi kiểu giống như mình nay mình mang cái này mai mình mang cái kia. Nhà bảy đâu bây giờ đó. Giờ mấy cô lớn lớn chứ mua đen còn hơn mấy tụi con nữa. Bữa khách rồi mấy cô lúc trên chợ muốn chạy xuống đây mấy cổ lớn mà. Còn xì tim hay tụi con nữa. Tại vì dơ. Bây giờ đâu có đi đâu, đâu có đắt sình giống như xưa rồi con sình. Kéo nó lên. Bây giờ toàn là... Đó đẹp quá nhỉ. Trường đa đúng không? Đó chừng 150 đi. Dạ không con. Còn chát chánh. Rưỡng luôn đi. Dạ không. Tại bữa nay con mới xả xuống chứ hôm qua cô lại. Hôm qua cô lại còn giá 200 rồi em con xả xuống chẳng hết. Ủa nãy cái đôi kia rồi.
lấy cái nào con sẽ lấy cái đó cho cô. Trời ơi, xám màu đen. Cái màu đen, cái màu xám. 400 800 là 300 mà tại gái cô nhanh gọn để cái này nó còn hai đôi. Sớm nhiều sớm, 4 giờ 8 giờ. Dạ. Mình có thử lại nguyên đôi hả? Lấy cái. Khoảng giá của tôi đại luôn không? Thôi, thở lên tôi đại đi trời ơi, thoải mái, con đây vô tư lắm, cách dễ á. Con bán ở nhà không ạ? À? Cô có thử thoải mái. Bán là chị về luôn. Nó có giá này sẽ cô làm thì có giá này. Con đi mua còn cũng được giá này nữa. Cái này mà cứ nguyên coi như thích xám lấy xám, thích hồng lấy hồng, thoải mái cho cô làm gì đó. Cái này, đây chiếc này. Bạn vô chủ cái xe kia kia. Lấy đại hai đôi và cũng bằng đôi nữa. Xám hồng quá. Không có lấy cái này nó có cái kiểu này nữa. Dạ mang vết nha cô. Sám hồng, sám hồng. Sám hồng còn số lớn. Sám này còn số của cô, còn sám hồng nữa. Còn sám này. Mình thích dây nào, mình thích dây nào mình thích gì đó. Dây xanh, thích dây hồng, thích dây hồng, thích gì khác cái viền thôi ạ. À. Cái mấy cái đế thì mấy cái này nó mềm à, cô không thích, cô không thích chiều cao thì cô có thể rút cái lót này ra, còn mình đã cao sẵn không cần cái máy này. Được. Phải 38 hả? Dạ 38 nha. Nó còn nó thấy sơ sát số còn nó không biết gì đâu. Nam còn cao nó có thể hỏi 38 mà nó còn nước ngoài số 1 số 2 số 3 số 4 mà.